Năm 2023, huyện Ngọc Hồi tiếp tục thực hiện lộ trình sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn giai đoạn 2 2021-2025 đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và sắp xếp các điểm trường lẻ của các cơ sở giáo dục mầm non theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh. Để thực hiện có hiệu quả đề án sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành thẩm định và thực hiện đảm bảo đúng các quy trình theo quy định. Dự kiến đến hết quý 3 năm 2023, thực hiện sáp nhập các trường phổ thông thuộc xã Sa Long, xã Đắc Dục và sáp nhập các trường trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Pleikon. Đảm bảo đến năm 2025, giảm từ 30 trường hiện nay xuống còn 25 trường, đạt tỷ lệ hơn 16%. Đồng thời sắp xếp các điểm trường lẻ, đảm bảo hạn chế phát sinh biên chế và nguồn lực đầu tư giàn trải, huy động hiệu quả học sinh ra lớp, nâng cao chất lượng dạy học trên địa bàn.